Thưa quý vị và các bạn thân mến, Trần Quốc Vượng nhận ý chỉ của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng bắt đầu được cho xuất cảnh. Ít ngày sau khi Hội nghị Trung ương 11 của Đảng cầm quyền ở Việt Nam kết thúc, quan chức Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã có một chuyến công du vừa công khai vừa lặng lẽ đến Cộng hòa Séc từ ngày 22 đến 24 tháng 10, được báo Đảng mô tả là theo lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Morava. Kể từ khi Trần Quốc Vượng được Nguyễn Phú Trọng bố trí vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và sau đó được đôn lên chức Thường trực Ban Bí thư để trở thành nhân vật số 2 trong Đảng. Đây là một trong hiếm hoi lần ông ta xuất hiện ở nước ngoài trên danh nghĩa quan hệ kênh Đảng. Séc là quốc gia có tiền thân là Cộng sản từ thời Tiệp Khắc và được xem là có mối quan hệ khăng khít anh em xã hội chủ nghĩa với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã vào những năm 90 của thế kỷ 20, Séc vẫn được Việt Nam xem là quốc gia thân thiện, thiện chí về quan hệ thương mại. Quốc gia này cũng là bến đỗ của hàng trăm ngàn người Việt, trong đó không thiếu những khuôn mặt của dân giang hồ, buôn lậu và rửa tiền. Vào năm 2019, cái tên Séc còn trở nên nổi bật khi nổ ra vụ sân bay Bratislava ở thủ đô của nước láng giềng với Séc là Slovakia bị giới cảnh sát điều tra của Slovakia và Đức nghi ngờ là trạm trung chuyển cho nhóm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhóm bắt cóc này lại bị đặc tả là mật vụ của Việt Nam có dính dáng đến đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Một người Việt sống ở Séc tên là Nguyễn Hải Long được cho là người đã gián tiếp tiếp tay cho nhóm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa ra tòa án thượng thẩm Berlin xử và phải nhận án tù giam. Quan hệ Séc Việt cũng bởi thế đã trở nên lạnh nhạt và có phần căng thẳng trong một thời gian khá dài. Việc lựa chọn Séc là điểm đến cho quan chức đảng phó rất có thể do Séc dễ chơi, theo cách nhìn của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Công Thương Việt Nam. Những người lãnh đạo của Cộng hòa Séc tuy có thể đã biết tổng thói khôn lỏi và xin không được thì bắt cóc của giới quan chức Cộng sản Việt Nam, dù sao vẫn còn đối xử nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc nhà nước Đức đã thẳng tay tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Cộng sản Việt Nam vào tháng 9, 2017. Tháng sau khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chuyến công du Séc của Trần Quốc Vượng vào lần này ngoài chuyện quan hệ kênh đảng còn là những cuộc gặp của Vượng với một số quan chức bậc trung cao của Séc như Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc, đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội CSSD Jan Maksec, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương Karen Halicek, hội đàm với lãnh đạo Đảng Cộng sản Séc và Morava KSCM nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc thực chất, hiệu quả và sâu sắc hơn. Tuy nhiên đã không có tin tức nào về việc Trần Quốc Vượng tiếp xúc với cấp cao hơn, cấp Phó Thủ tướng, với nhân vật có quyền lực đứng thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả như vậy là hơi đáng thất vọng. Nhưng dù gì với chuyến công du trên, Trần Quốc Vượng đã có chuyến xuất khẩu hình ảnh gần như đầu tiên của mình, bắt đầu có thể chạy đua với hình ảnh đối ngoại mà hai ứng cử viên tổng bí thư khác là Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Xuân Phúc đã có thừa thời gian để vun vén. Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư vừa có một chuyến công du khá lặng lẽ và chứa đựng một hàm ý nào đó đến Cộng hòa Séc từ ngày 22 đến 24 tháng 10, được báo Đảng tô tả là theo lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Morava. Tại Séc, Trần Quốc Vượng đã có những cuộc gặp với một số quan chức bậc trung và cao cấp của Séc. Tuy nhiên đã không có tin tức nào về việc Trần Quốc Vượng tiếp xúc với những cấp cao hơn. Kể từ khi Trần Quốc Vượng được Nguyễn Phú Trọng bố trí vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và sau đó được đôn đốc lên chức Thường trực Ban Bí thư để trở thành nhân vật số 2 trong Đảng. Đây là một trong hiếm hoi lần ông ta xuất hiện ở nước ngoài trên danh nghĩa quan hệ kênh Đảng. Nhưng mục đích chuyến thăm Séc vào lần này của Trần Quốc Vượng là khá chung chung và trừu tượng. Phải chăng bên cạnh đó còn có một mục đích nào khác mà Nguyễn Phú Trọng đã dẫn dắt để Trần Quốc Vượng đi Séc lần này?
Rõ ràng là việc Trần Quốc Vượng được cho xuất cảnh phải nhận được sự chuẩn y của Nguyễn Phú Trọng hoặc do chính Trọng là chủ ý như vậy. Chuyến xuất khẩu hình ảnh của Trần Quốc Vượng tại Cộng hòa Séc diễn ra trong bối cảnh đảng cầm quyền ở Việt Nam đang chuẩn bị cho hội nghị Trung ương 12 vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, mà nhiều khả năng sẽ chốt danh sách sơ bộ các ủy viên Bộ Chính trị cho khóa 13. Chuyến đi này cũng nằm trong bối cảnh Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đang có những dấu hiệu suy yếu về sức khỏe khá rõ ràng, không thể đi Mỹ gặp Trùm và thậm chí khó lòng trụ nổi đến Đại hội 13. Cần nhắc lại, đa phần những luồng dư luận từ thông tin không chính thức sát Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 2019 đều xác nhận về vị thế ứng cử viên số 1 không mấy suy chuyển cho ghế Tổng Bí thư của Trần Quốc Vượng. Hiện là thường trực Ban Bí thư và được xem là người được Nguyễn Phú Trọng sủng ái nhất, thậm chí còn được cho là bản sao của Nguyễn Phú Trọng về mặt tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đường lối đu dây không mệt mỏi giữa Trung Quốc và Mỹ và tính cách thâm trầm, dặn dày kinh nghiệm cùng với thủ đoạn chính trị. Thông tin không chính thức là một khái niệm mới của đảng cầm quyền nhằm ám chỉ những tin tức từ nội bộ đảng tuồn ra ngoài và được đưa lên mạng xã hội hoặc truyền khẩu để định hướng dư luận, nhưng chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan chức năng nào của đảng hay chính quyền thừa nhận. Ngoài Trần Quốc Vượng, hai ứng cử viên Tổng Bí thư còn lại là Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2017 đến nay, Ngân và Phúc đã dồn dập đi châu Âu, đặc biệt là các nước Tây Âu nhằm vận động cho Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, viết tắt là EFTA. Sau những hình ảnh về nhiều bộ áo cánh diêm dúa của Nguyễn Thị Kim Ngân được phô bày lạ lướt hay tiếng nổ vang trời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho bọn phản động dã rời tay chân luôn ở vùng Đông Âu, cả hai nhân vật này đều thu lượm kết quả đánh bóng không quá tệ trên mặt báo đảng về vận động EFTA thắng lợi, mà loại thành tích như thế này đặc biệt có ích khi cần vận động tranh cử chức Tổng Bí thư tại Đại hội 13. Trong trường hợp Nguyễn Phú Trọng đứt cánh giữa đường và nếu Đại hội 13 xếp cả ba trường hợp Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân quá tuổi, dù quá tuổi quy định là 65 vào trường hợp đặc biệt và do đó được ở lại, việc phân cao thấp trong cơ chế tam trụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội hoặc tứ trụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội sẽ khá phức tạp giữa những người này. Cơ chế tứ trụ chỉ hình thành với điều kiện phải có thêm một nhân vật nữa trong Bộ Chính trị ngoi lên, người đó có thể là Trương Hòa Bình, hiện thời là Phó Thủ tướng thường trực. Bình cũng có thể được xếp vào trường hợp đặc biệt. Trong khi đó, những quan chức thuần túy thuộc khối đảng làm công tác đảng và hình như chẳng biết gì ngoài đảng như Trần Quốc Vượng lại không có danh nghĩa nhà nước để xuất ngoại và để được chính phủ các nước mình phải như thế nào thì người ta mới tiếp đón như thế chứ. Ngoài chuyến công du Cộng hòa Séc, một chỉ dấu khác cho thấy Trần Quốc Vượng vẫn được Nguyễn Phú Trọng tin yêu và vẫn giữ vai trò ứng cử viên số 1 cho ghế Tổng Bí thư ở Đại hội 13 là tại Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 2019. Vượng đã được Trọng phân công chủ trì hai ngày họp của Ban chấp hành Trung ương bằng với số ngày chủ trì của Phúc và Ngân. Tuy nhiên, tính chất chủ trì của Trần Quốc Vượng lại được một luồng phân tích chính trị cho là chủ trì toàn diện, mà do đó làm thay Tổng Bí thư, khác với Phúc và Ngân chủ trì thường và vẫn dưới bàn tay điều khiển của Nguyễn Phú Trọng. Chuyến xuất khẩu hình ảnh của Trần Quốc Vượng tại Cộng hòa Séc diễn ra trong bối cảnh Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 12 vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, mà nhiều khả năng sẽ chốt danh sách sơ bộ các ủy viên Bộ Chính trị cho khóa 13 tới. Chuyến đi này cũng nằm trong bối cảnh Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đang có những dấu hiệu suy yếu sức khỏe khá rõ, không thể đi Mỹ gặp Trung và thậm chí khó lòng trụ nổi đến Đại hội 13. Nếu kịch bản Trọng bị thay ngựa giữa dòng xảy ra, Trần Quốc Vượng sẽ là cái tên đầu tiên đầu bảng để chám vào ghế Tổng Bí thư. Ngay khi chuyến xuất cảnh đầu tiên của Trần Quốc Vượng diễn ra, một dấu hỏi cũng theo đó xuất hiện, phải chăng trong tình thế không thể đi Mỹ mà phải tìm một người khác thay thế mình, Nguyễn Phú Trọng đang muốn Vượng tập làm quen với việc được chính giới phương Tây tiếp đón và hy vọng sau đó sẽ đến lượt Tổng thống Donald Trump chia tay ra với Vượng,
thay vì ủy quyền cho Nguyễn Xuân Phúc bước qua ngưỡng cửa phòng bầu dục. Nhưng như thói đời kiêm thói đảng, càng lên cao càng bị thị phi và cả đâm bị đâm sau lưng. Từ năm 2018, cái tên Trần Quốc Vượng bắt đầu xuất hiện trong vài bài viết trên mạng xã hội, và những bài viết đả kích ấy kéo dài cho đến nay với tần suất ngày càng dày hơn. Chỉ có điều Trần Quốc Vượng vẫn có thể tự an ủi mình, dù sao tên ông ta không rơi vào lời sấm chạm trình Nguyễn Bình Khiêm. Bình Trúc vô minh, quang tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Và đã cồn lên như sóng thần biển khơi sau cái chết đầy nghi vấn của Trần Đại Quang trên ghế chủ tịch nước vào tháng 9, 2018. Ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953 tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông Trần Quốc Vượng có học vị là thạc sĩ luật. Tháng 11 năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và được Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Từ năm 2007, ông giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Từ tháng 7 năm 2011, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, 14. Cuối tháng 7 năm 2017, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia thường trực Ban Bí thư. Ngày 2 tháng 3 năm 2018, Bộ Chính trị họp quyết định ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên thường trực Ban Bí thư, giữ chức thường trực Ban Bí thư. Ngày 9 tháng 5 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12. Trung ương đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.